Hello, xin chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Khi anh em thấy cái clip này mà em đăng lên là anh em biết là bữa nay là ngày 29 tháng 4 nha anh em. Thì em bắt đầu từ ngày hôm nay em xin nghỉ lễ, em xin nghỉ lễ tới ngày hai tây thì bắt đầu em giao hàng lại cho anh em. Hai tây tháng 5 em giao hàng lại cho anh em bình thường. Tại vì bây giờ mà em có giao hàng cho anh em thì bu cục họ không có đi hàng đâu, mất công hàng nó lạc lum la hết trơn. Thì em quay clip này xong thì tí xíu nữa em sẽ chạy về quê em ở dưới An Giang đó. Thì nói chung là nhân cái dịp lễ 30 tháng 4 một năm này là em chỉ muốn có một cái gì đó gửi đến anh em thôi, chứ em ở đây nào giờ không có sale ship gì chân, em nói thẳng luôn cho nó dễ đó. Thì video clip này em bán là em không có ship code nha. Anh em mua là chuyển khoản đủ nha. Đó, video clip này em bán là không có ship code, anh em mua chuyển khoản đủ. Khi em đăng video clip này lên, ở dưới phần mô tả em sẽ ghim cái số tài khoản của em lên trên đó. Vào phần bình luận em sẽ ghim cái số tài khoản của em lên nha anh em. Rồi, bây giờ em bán clip này coi như là em tri ân anh em trong thời gian vừa qua đã mua ủng hộ em nha. Trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho em. Đồ thì em còn nhiều lắm, anh em cần phụ tùng gì cũng có đó. Đồ thì em còn rất là nhiều, nhưng mà video này em sẽ bán những thứ em sẽ báo giá, em hứa với anh em luôn giá cực kỳ tốt nha. Đầu tiên em báo với anh em full cặp bánh quay Thái 110, hàng zin chính hãng Honda Thái Lan ráp nên. Cặp bánh này em nói thẳng với anh em, cặp bánh đĩa này anh em cầm 3,5 triệu. Nếu luôn vỏ ruột này, vỏ ruột này là Inu Zin nha anh em. Vỏ ruột là Inu IRC Zin nha. Đó. Nếu anh em cầm 3,5 triệu anh em gắp đủ khứa cổ em bỏ, nói thẳng với anh em luôn. Rồi, đầu tiên cái má đùm sau. Nói chung là xe này là xe em rải trên chiếc MTE dọn bọm á, thì theo thời gian á nó có chạy xước nhẹ nhẹ nha anh em. Nè. Đó. Nếu như mà anh em cầm 3,5 triệu mà anh em mua đầy đủ căm đùm liền vỏ ruột này đủ, anh em khứa cổ em bỏ, nói thẳng với anh em, cặp bánh em bán cho anh em 2,5 triệu. Anh em mua hú em, mua chuyển khoản đủ nha anh em, em không có ship code nha, video này không có ship code nha anh em. Hai tay em sẽ giao hàng cho anh em. Đó, này là sơn zin mới nha anh em, sơn zin. Không có qua dặm tốt gì hết. Bách thắng này, bách thắng đúng quay Thái 110 luôn nè. Đó. Like con ốc này nha anh em, ốc này ốc alpha chứ không phải ốc đúng ốc quay Thái nha. Cục má đùm này, cục cái đó kêu bằng trục đào zin, bố zin, bố quay Thái 110 hàng mới zin luôn. Đùm này tăng bua mới chát. Cái đùm hàng mới quay 110 bây giờ đó là nó xài cái mã quay 125 nha anh em, chứ không có mã quay 110 đâu nha. Cầm cầm Thái mới, cầm anh em coi nè, bắt không lòi chân răng luôn. Nói chung chỗ này bắt cầm đạt lắm, bắt không lòi chân luôn nha anh em. Đó, niền thì niền quay Thái 110, hàng đắt cũ nha anh em, hàng mới đắt cũ. Siam Goshi 17 x 1.4.4. đó, DPW đó, DPW. Cái mã này là cái mã cũ nha anh em, cái mã P này bây giờ hết rồi, mã này mã cũ, mã P này giờ hết rồi nha anh em. Đó, luôn thun phù dĩa cho anh em luôn, bạc đạn ống chỉ đầy đủ. Đó, vỏ thì vỏ IRC, ruột thì ruột IRC zin. Đó, cặp bánh này mình nói thẳng với anh em mua cầm 3,5 triệu, anh em ghép lại anh em mua đủ cắt cổ em bỏ. Đó, bánh đĩa nha, đùm đĩa trước, đùm đĩa quay 110 Thái, hàng zin chính hãng Honda Thái Lan. Cái pha này vẫn chưa hết mực hãng luôn nè. Đó, bạc zin, sơn zin, cầm đĩa trước zin mới. Cầm thì nó có một thời gian nó có xuống màu nhìn rất là phê nha anh em. Được một cái là cái bộ này bắt không lòi chân răng luôn nha anh em, bắt không lòi chân răng luôn nha. Người ta đã xử lý lại sẵn bắt không lòi chân răng luôn. Đó, niền trước là niền quay Thái 110, hàng mới mã cũ luôn. Hàng mới mã cũ, cái mã P này nè, bây giờ là bỏ mã rồi. W là niền đĩa trước luôn nè. Đó, mình bán anh em 2,5 triệu là luôn 5 con tán bắt đĩa luôn. Đúng quay 110 nha anh em, đúng quay 110 hàng mới nha, mã THM này nha. Đó, cầm 3,5 triệu anh em
5 con tán đĩa này bây giờ đã 100 mấy rồi, 5 con tán đĩa này 125.000. Anh em cầm 3,5 triệu mà anh em ghép đủ cặp bánh này, cắt cổ em bỏ. Mình bán anh em 2,5 triệu. Đó. Tiếp theo. Combo này anh em nào mua lên đĩa là hợp lý đó. Cặp bánh đĩa xong bây giờ tới cặp phục đĩa. Phục quay thái 110, hàng zin hạt phục quay thái 110, hàng zin theo xe sơn lại, cặp ti siêu whip luôn. Đó. Đây anh em. Cái mã KET20-R với L là bên trái bên phải đó. Đắt 2000 nè. Đó, HM nè. Phục đĩa quay 110. Theo xe sơn lại, nhúng bao ngon. Đó, anh em nào dọn xe thì anh em khỏi tốn tiền đi sơn. Anh em chơi cái combo này là hết bài. Cặp phục đĩa này em bán anh em giá 2,5 triệu nha. Đó. Cặp phục đĩa này giá 2,5 triệu. Theo xe sơn sẵn về anh em chỉ gáp thôi, đúng quay thái 110. Cửa không gãy nha anh em. Ti bao đẹp. Nhún nhảy ngon, không xì không sượng nha. Cặp phục đĩa này em bán 2,5 triệu. Rồi. Tiếp theo combo tai dây heo. Tai dây heo này là nó tùm lum hàng hết. Tai dây heo này mình bán cho anh em giá 1,2 triệu. Anh em cầm khoảng 1,7 triệu. Anh em mà ghép đủ bộ tai dây heo này á, em đi bằng cái đầu. Đây nè, giới thiệu sơ sơ cho anh em nghe. Con heo quay ZX hàng mới đập hộp. Con heo quay ZX hàng mới đập hộp. Con heo này cái vỏ, cái phôi ha, cái vỏ không á, ở trong hãng họ bán là đã 700.000 rồi. Nguyên cái bộ bít tông. Nguyên cái bộ bít tông 4. Rồi cái bát treo. Em tính cho nó 200 nữa thôi. Cái đó là em tính giá rẻ đó nha, phốt với nắp chặn đầy đủ luôn á là nó đã 900.000 rồi. Cộng dây dầu này là cộng dây dầu quay thái 110 hàng mới nè, chứ không phải ZX nha. ZX là cái bo, cái đầu này nó bo. ZX là cái đầu này nó bằng chứ nó không có bo tròn vậy nha anh em. ZX là cái đầu này nó bằng trang luôn, nó vuông luôn chứ nó không có bo tròn vậy. Cộng dây dầu này giá thị trường hiện nay nó đã 650.000 rồi anh em. Là anh em tính là bao nhiêu tiền rồi? 1,5 triệu rồi. Chưa có cái bát này nữa nha. Cái bát này 200.000 rồi. Cái bát này nè, cái bát kẹp dây dầu này bữa nay nó đã 200.000 một bộ rồi. Cái bát này với cái bát trong rồi nè là 200.000 một bộ là bao nhiêu rồi. Đó. Là nó đã dao động khoảng 1,5 triệu với lại 200 là 1,7 triệu rồi. Tai trên quay ớt 110 mới, zin mới của Honda Việt Nam này nó 400.000 rồi, 2,1 triệu rồi. Còn cái tai thắng này bao nhiêu? Tai thắng quay 110 hàng mới nè, mã KET nè. Cái tai thắng này em cho 150.000 đó thôi, nó ra 2,2 triệu. Anh em cầm mua, anh em cầm 1,7 triệu, 1,8 triệu mua đủ đá cái đầu em. Cộng dây này mới nha anh em, cộng dây quay thái 110 hàng mới này nó 600 mấy chục ngàn đó. Anh em mua mới combo này từ giá 2,2 triệu, em bán cho anh em giá 1,2 triệu. Anh em xài thì liên hệ cho em. Đó. Em ở đây nào giờ bán hàng em không có sale. Em chỉ muốn khách của mình có cái đồ tốt để xài trong nhân dịp lễ thì em để dành đồ lại, em chỉ ăn anh em chơi thôi chứ không có sale ship cái gì chân. Một bộ này 1,2 triệu. Mình nói trước nha, anh em mua chuyển khoản đủ, không có ship code, đúng hai tay mình giao đồ. Đó. Rồi, hồi nãy giờ là phục đĩa nè, tai dây heo nè, cặp bánh rồi đủ cho anh em lên đĩa ha. Rồi bây giờ tới phục sau. Ở đây mình set up cho đủ đồ cho anh em đi cái comble cho nó đẹp. Đây. Phục này. Phục này zin, hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan. Ở đây mình đã vô đơn sẵn cho anh em. Phục này là mới 100% chưa xài. Còn bên mình bán phục này đó là mình nói với anh em là mình bán một loại một, zin chính hãng Honda Thái Lan chứ không có nói loại một loại hai gì chân á. Đó. Nay bên mình bán là zin chính hãng Honda Thái Lan, không có nói loại một loại hai loại ba gì chân á. Đó. Đập hộp. Đôn mình đã vô sẵn cho anh em. Để nhiều khi á, anh em về cái nơi của anh em á, nhiều khi anh em ở thành thị á, thì có một số anh em có người ta sẽ có cái dụng cụ máy móc vô á, nó đẹp, nó không có trầy. Ở đây mình vô không có trầy. Còn anh em về mà anh em vô, cái thứ nhất là anh em tốn tiền, cái thứ hai nữa là anh em vô không khéo là bị trầy nha. Mình bao cho anh em là không có trầy nha. Và nay này thì nói về cái độ nhúng thì khỏi bàn. Bán là bao zin, bao im. Đó.
Phục này này bữa nay giá thị trường tùy người bán, có người bán 2,1 triệu, có người bán 2,1 triệu 50, có người bán 2,2 triệu. Thường thường em bán 2,1 triệu 50, thì nói chung em muốn chi ăn anh em chơi. Bữa nay em bán 1 cặp 1 nha, nay này em bán duy nhất 1 cặp 1, 2 triệu, đúng 2 triệu, anh em mua chuyển khoản đủ, không có ship code nha. Rồi mới 100 đập hộp, anh em mua chỉ duy nhất một ngày 30 tháng 4, mình bán 1 cặp 1 ha, bán nhiều là lỗ. Mình bán cho anh em giá 2 triệu, bán chơi giao lưu với anh em bữa đó. Đó đây nè, ở đây mình còn tổng cộng là 4 cặp. Rồi kệ, không tới đâu đâu, 4 cặp này nha. 1 2, giàu nghèo gì không có nhiều đây, bán nhiều đây nó cũng không có giàu hơn, nó cũng không có nghèo hơn đâu anh em. Ok, còn 4 cặp. Rồi mình chơi với anh em ngày 30 tháng 4 này, 4 cặp này 2 triệu, đúng 2 triệu 1 cặp đó. Cho anh em bao giá cho anh em đi so sánh, này là mình bán giá giao lưu với anh em chơi, nó thật với anh em, giá này mình bán không có lời 1 đồng đó. Không có lời 1 đồng ngàn bạc nào trơn, bán giao lưu với anh em chơi, tính bán 1 cặp thôi mà thôi, bán 1 cặp ví dụ như có được có 1 anh em có được 4 cặp đó. Rồi 2 triệu 1 cặp, mua chuyển khoản đủ, không có ship code, không nhận cọc gì hết đó, đúng hai tay mình giao hàng. Rồi tiếp theo, hồi sáng này em mới bán 2 combo rồi, bây giờ em còn được có 2 combo mà, bây giờ 2 combo này em bán cái giá này cho anh em, coi như là em chi ân anh em. Vỏ đầu lòng quay thái 204, hàng rã xe tân trang lại full, cho anh em về anh em ráp xe kiển anh em chạy đó. Tân trang là như thế nào, đây đây là cái vỏ đầu lòng quay thái 204, 97 cm khối KFM gạch 16 gạch 2 nha. Mã đầu là mã đầu Thái nha, mã đầu ET nha, mã đầu ET 23. Được tân trang bằng cách là bắn cát lại, bắn cát khô, cho nên là cái màu nhôm nó rất là mịn, nó không có bị sần nè anh em thấy không? Nó rất là mịn, nó không có sần, thấy không? Nó không có đổ cục cục lên, nó rất là mịn. Bắn cát khô công nghệ mới. Đây. Đúng quay thái ha, bông mai nè, ba nắp này bông mai hết nha anh em. Ba nắp này tất cả đều là bông mai hết nha anh em. Anh em nhớ nắp nồi, nắp cánh, nắp mang cá, nắp cánh bướm, nắp bún lỗ gì bông mai hết. Đó. Quay thái 204 nha. Cái này chỉ là cái vỏ thôi nha anh em, không có cam cò, xúc bắp chén móng nha. Đó, tại vì anh em nghĩ đi, mấy cái đầu này á, cam cò xúc bắp chén móng rồi xem như vứt rồi, xài không có được đâu nè. Cho nên là anh em về vô xúc bắp chén móng, vô cam cò anh em xài nha. Ừ. Bao đẹp cho anh em lên xe. Còn á, cái ống hơi này mình đã gam lại cho anh em sẵn luôn rồi, đã gam lại màu nòng súng cho anh em sẵn luôn rồi. Ừ. Lòng này là lòng ít tăng đa nha anh em, lòng ít tăng đa nha. Mình không có chơi lòng cót, tại vì lòng cót về anh em phải, nếu mà anh em muốn sấy lên cót 1 là nó cũng đỡ, chứ mà anh em sấy lên cót 2, cót 3 hết ngon rồi. Lòng này lòng ít tăng đa. Ừ. Đó nha, lòng ít tăng đa. Rồi luôn cái bộ xử lý khí thải luôn, luôn bộ xử lý khí thải, trục bô xử lý khí thải luôn, nguyên một bộ này như vậy luôn nè. Vỏ đầu lòng luôn, mình bán cho anh em giá là 2,6 triệu. Ý rồi vỏ đầu lòng luôn, còn có 2 combo à, luôn co xăng zin luôn nè nha anh em, co xăng quay thái 204 zin luôn nè nha, 2,500 triệu. Rồi đó, co xăng quay thái 204 zin luôn nha, 2,500 triệu. Còn 2 combo ở đây bán giao lưu cho anh em chơi. Rồi cũng có nhiều anh em hỏi cặp mâm này, mình nói với anh em cặp mâm này mình mua vô xe nhà mình chơi, mình không có bán. Cặp mâm này 4-5 triệu một cặp đó, phải rẻ đâu. Đó mình bán còn 2 combo, mình bán giao lưu cho anh em chơi, 2,5 triệu một bộ như gì đó. Rồi anh em mua thì hú em số điện thoại em 0865890158. Em cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua luôn, ủng hộ cho em nha. Còn anh em cần lửa, muốn cọp cỡ nào có cỡ đó, muốn đẹp cỡ nào có cỡ đó, quan trọng là giá thôi. Đó, lửa 110 cỡ này nè, cỡ nào thì có cỡ đó cho anh em, mà quan trọng là giá thôi. Ừ, 110 lửa cỡ này được không? Đó, quan trọng là giá thôi, chứ anh em muốn cỡ nào em cũng có hết trơn á.
tầm trung, tầm vừa, tầm đẹp, tầm cọp, tầm beo gì đó có hết đó. Rồi lọt bi đó, tầm trung, tầm vừa, tầm đẹp, tầm cọp, beo, hổ, báo, cáo tròn gì cũng có hết á. Đầu lòng cũng có, nó đủ loại đủ giá hết trơn. Nguyên cái bụng giữa cũng có, củ đề 110 cũng có, dên lóc số ở đây mình gắp đủ 2-3 cục máy luôn á đó. Đó rồi nghe anh em, video này em tới đây xin kết thúc. Ở đây em chia ăn anh em vài món chơi thôi đó. Nay này á em có tổng cộng 4 cặp, em bán cho anh em giá 2 triệu một cặp đó. Rồi anh em cần phụ tùng alo mình, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi tiếp theo cái gỗ này á là cái gỗ là giống như hàng theo xe nhất, gỗ này là gỗ Thái, phơm họng sâu đó, phơm họng sâu. Anh em nào đang có nhu cầu mà chơi cái gỗ giống theo xe thì mình liên hệ cho em đó. Gỗ này á em có đây tầm khoảng 10 cái, ngày thường á thì em bán 500.000 một cái. Nói chung em bán cái giá này là em bán lỗ luôn á chứ không có lời á, lỗ luôn chứ lợi gì. Đây nè, để nhận diện gỗ giống gỗ theo xe nhất á là trên thị trường á, những cái dòng gỗ mà quay 110, quay alpha đồ người ta làm á, là cái nhu này nè, cái nhu này ra mà để bắt vô cái mặt nạ nó rất là cao. Còn đúng gỗ quay 110 theo xe á, cái nhu này ra nó dày, rất là dày và nó ngắn như vậy nè mới đúng nha anh em. Đó. Cái thứ hai nữa đó, hai cái cọng chịu lực nè, đúng gỗ quay Thái 110 theo xe đó. Nó rất là to nha. Nó rất là to nha. Và ba cái sợi này á nó cũng bự, nó cũng vừa nó chứ nó không có nhỏ đâu nha. Đó, nó rất là bo liền lạc hai đường chạy nha. Rồi. Cái thứ ba nữa là cái họng đó, nó so với cái gỗ bo này nè, cái gỗ bo đó em bán 350.000 cái chứ nhiêu. Nè, cái này là cái gỗ bo nè. Nè. Anh em nhìn là nó khác một trời một vực. Đó. Đây. Hai cái cọng này có bự bằng không? Ừ. Đây là cái gỗ bo, cái nước của nó cũng khác nè, nước thằng này nước bóng hơn, còn nước gỗ zin của người ta nó không có bóng. Đó, cái nước gỗ zin á là nó sẽ không có bóng mà nó hơi sẫm sẫm như gì, thấy không? Hai cọng này không có bự bằng rồi nè, thấy không? Ba cái viền này cũng không có bự bằng rồi nè. Thấy không? Nè, tiền nào của nấy anh em, gỗ bo này 350.000 cái. Cái nhu này dài nè. Đó, gỗ này gỗ Thái thay thế cho quen pha 100 quay 110 đẹp. Nhưng mà nói về chuẩn á thì gỗ này mới là chuẩn nhất nè. Nè. Đó, đây nè, quay qua đây nè. Thấy không? Khác biệt không? Và cái nước nè, bóng nè. Đó, thấy không? Họng nè, sâu à. Nè, đẩy hai cái lên là biết liền à. Đó, thằng nào họng sâu hơn là biết liền à. Và phủ bì bề ngang của gỗ quay 110 zin á nó phải bự như gì? 30 mấy nha anh em, 30 mấy nha, còn gỗ bo không tới đâu. Cái phơm nó nhọn ra trước, còn gỗ quay 110 cái phơm nó hơi vuông ra trước xíu. Đúng không? Đây, có nghĩa là cái gỗ bo để lọt vô cái gỗ quay 110, còn cái gỗ quay 110 không thể nào lọt vô cái gỗ bo này được. Đó, ok. Cái gỗ này á em bán cho anh em giá này, nói chung là em không có lãi mà thậm chí em hơi lỗ nhẹ luôn nha anh em. Em bán cho anh em nhân việc chi ân ngày lễ 30/4 em bán anh em 400.000 cái, ngày thường em bán 500 cái không á. Em bán anh em 400 cái, muốn có cái gì đó với anh em chơi thôi, em còn tầm 10 cái. Đó. Gỗ này em hứa với anh em luôn, trên thị trường chưa ai có hàng. Đó, cam kết. Đó. Hôm gọi em mới thấy người bán nói gỗ theo xe rồi đó, tại vì công chuyện làm ăn của người ta mình không muốn nói. Ok anh em nha, chào anh em.